Sáng ngày 9 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật của nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Tham gia lớp tập huấn có 80 đại biểu là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn, cán bộ, hội viên phụ nữ nòng cốt của tổ hợp tác xã, phụ nữ khởi nghiệp và các cửa hàng thực phẩm an toàn do phụ nữ làm chủ. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung như một số văn bản hướng dẫn của nhà nước về khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, quy định về sản xuất an toàn và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, hướng dẫn quy trình sản xuất sản phẩm an toàn, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp, tổ hợp tác xã, vai trò của phụ nữ đối với hoạt động khởi nghiệp, kế hoạch nâng cao chất lượng, xây dựng gia đình ba sạch, xóa bỏ hộ không có nhà tiêu giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện. Thông qua hội nghị tập huấn, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao kiến thức về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, tích cực tham gia khởi nghiệp, kịp thời nắm bắt xu thế và các cơ hội, giúp phụ nữ chủ động phát huy vai trò đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.